Thật sự nói, những người lái tuk tuk là nổi tiếng là lái rất nhanh và rất ẩu. Rất là họ quẹo dữ lắm. Và thưa quý vị, bây giờ một chốc nữa đây thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái Grand Palace, là cái cung điện vua. Tuy là cung điện vua, nhưng bắt đầu từ vua thứ 5 thì không còn ở trong cái cung điện nữa mà rời ra chỗ khác. Hiện giờ là chúng ta đang là tới vị vua thứ 10. Và trước cung điện vua thì sẽ có một cái ngôi chùa. Và cái ngôi chùa đó là chỉ đặc biệt dùng để cho vua được tới viếng ngôi chùa đó thôi. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Thành ra tất cả cung điện hay là ngôi chùa được trở thành một nơi để cho du khách tới. Đức Thích Nga đưa Kỳ Duyên và tôi đi một vòng chạy ngang con sông dài ở hai bên là những người dân Thái Lan sống. Và chúng tôi hình dung ra ở Việt Nam chúng ta hay bất cứ quốc gia nào cũng có những cái cảnh sống như thế này, và chúng ta chia sẻ để mọi người thấy. Sau đây xin mời quý vị dùng bữa cơm trưa. Thưa quý vị, ngay đằng sau Kỳ Duyên là cái tượng Phật lớn nhất ở thành phố Bangkok hiện nay. Tượng Phật này cao 64 mét, và tượng Phật này là một tượng Phật mới tạc lên thôi quý vị, khoảng chừng 4-5 năm trở lại. Chúng tôi ngồi ở trên thuyền nhìn lên bức tượng, thấy mình rất là nhỏ bé vì cái hình dạng của Đức Phật, cái chiều cao của Đức Phật đã đành, mà vì cái sự tôn nghiêm làm cho mình cảm thấy mình nhỏ bé. Thưa quý vị ở đây đó, gần cái bờ sông này có tới 4 ngôi chùa lận. Và cái đặc điểm ở đây đó là trước những ngôi chùa thì người ta không cho câu cá vì không muốn sát sinh. Và những chú cá ở đây khôn lắm, biết là ở đây là không được câu cá, nên trước chùa đó là cá bơi rất nhiều, vì người ta tới đây người ta đi cầu Phật, rồi hoặc là người ta sẽ cho cá ăn nè, sẽ phóng sinh cá, hoặc là cho ngay cả những bất cứ những con thú nào ở gần đây là được cho đồ ăn, chim cá, rồi không biết là nãy giờ thấy các kè rất là lớn. Nhưng mà vì vậy là ở đây là một cái nơi mà cá nó rất là khôn, nó hội tụ. Và một lát nữa đây thì anh Ngạn sẽ cho cá ăn anh nha. Oh, this is not catfish. I see prawn fish. Oh, wow. Hay quá ha. Ở đây trước cửa chùa là không được câu cá. Mấy anh cá này cũng khôn ha. Đứng đây nghe kinh Phật rồi được ăn tối ngày. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đi chợ nổi để làm gì thưa quý vị? Mục đích chính là để giới thiệu là thức ăn của Thái Lan. Thì thưa quý vị, người ta thường nói là thức ăn Thái Lan nó có một cái đặc tính là rất là ấn tượng. Có nghĩa là khi mà có những người ăn một lần thì nhớ và có thể là nghiền. Là tại sao? Là vì thức ăn của Thái Lan họ tận dụng gia vị tối đa. Chẳng hạn như củ riềng thái ra này, húng quế, vỏ chanh, lá chanh rất là thơm, ớt rất là nhiều, xả rất là nhiều, tất cả những tỏi. Cái đó nó trộn vào, nó làm nó tăng cái gia vị lên. Người ta gọi là sweet food các bạn, mà ăn nó rất là sạch. Duyên thì từ sang Thái gần như là đi mấy chục năm nay, năm nào cũng cứ cách vài năm sang một lần mà Duyên thì Welcome, welcome. Coconut,
cổ. Hồng bông này ha. Hồng bông cái này nhãn nè. Nhãn to quá hả? Hồng bông. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cái chợ này nó rất là thực dụng. Tức là người ta họp chợ ở hai bên cái đường dây xe lửa. Và dĩ nhiên là họ đã biết cái lộ trình, cái thời khắc biểu cái xe lửa chạy như thế nào. Nên những các chủ cũng như là người đi chợ người ta đều biết để đến lúc đó họ né tránh. Một cái đó quý vị thấy ở đây seafood rất là tươi mà nó không có mùi tanh hôi. Chợ thì đông đúc như vậy nhưng mà rất là sạch sẽ, không có ngửi thấy cái mùi gì khó chịu hết ha. Nếu không có dịp mà chúng ta tổ chức show 134 thì có lẽ là cô Kỳ Duyên cũng như nhất là cá nhân tôi, ông giáo làng này chẳng bao giờ có dịp gặp lại những cái hình ảnh mà thân thương từ lúc cái thời còn học tiểu học, là theo bố mẹ ra chợ đã thấy hình cảnh nó như thế này rồi. Nhất là lúc nó mới di cư vào miền Nam, nó còn nghèo. Sau đó thì mấy chục năm ở thành thị đâu có bao giờ mà đến được những ngôi chợ như này, nhất là cái đường dây xe lửa. Và quý vị nhìn thấy đường dây xe lửa này, xe lửa vẫn chạy chứ không phải là đường dây ngày xưa mà bỏ đi rồi. Thành ra đây là một cái kỷ niệm rất lớn đối với anh chị em chúng tôi. Kỳ Duyên đang ngồi ở một cái nơi gọi là Railway Market, có thể tiếng Việt tạm dịch là một cái chợ xe lửa. Vì một chốc nữa đây thì cái xe lửa nó sẽ chạy qua cái chỗ này, và khi nó chạy qua thì quý vị sẽ thấy các chợ, những cái màn trên này họ sẽ sập xuống hết. Đó cũng là một cái cảnh rất là ngoạn mục. Cảm giác ngồi bên cạnh xe lửa lúc nãy sao? Sao thế, em thấy anh run quá vậy? Vâng, thưa quý vị, một cái cảnh rất là ngắn, diễn ra rất là nhanh. Nhưng mà để quý vị thấy được, sống đâu quen đó. Thế thì mình nhìn cái cảnh đấy mình rùng rợn quá. Nhưng mà họ đã sống đây hàng chục năm, hàng trăm năm, mọi công việc nó quen rồi. Cái xe lửa đi ngang mà chuối chứ các thứ họ vẫn để dưới như thường. Vì họ đã biết rõ là xe lửa sẽ không cán qua. Nhưng mà chúng tôi đến đây lần đầu, thành ra thấy nó cái cảm giác nó cũng lạ. Phải công nhận là nếu không có cái dịp này thì chẳng bao giờ mình biết được cái đời sống của người ta như thế nào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại mời quý vị trở lại với phần văn nghệ. Chúng ta cùng bước vào rạp để thưởng thức tiếp